Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trong clip hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc Asus F570. Nói về thiết kế ấy, thì chiếc Asus F570 mình đang có ở đây so với lại chiếc F560 lúc trước mà có trên tay với các bạn thì nó không khác nhau quá nhiều. Nếu như các bạn nhìn sơ qua thì nó hoàn toàn là giống nhau. Còn nếu như mà chúng ta để ý kỹ ấy, thì nó sẽ khác nhau một tí, đó chính là cái phần góc ở phía bốn cái cạnh ấy, thì nó sẽ hơi được vát, còn cái con kia thì nó sẽ cong luôn. Về thiết kế thì chiếc Asus F570 mình đang có ở đây sở hữu thiết kế full nhựa, nên là nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác khi mà cầm ấy, rất là nhẹ chứ không có quá nặng như những một số máy. Đồng thời kiểu thiết kế này cũng giúp cho giảm cái giá thành của máy đi, bởi vì con máy mình đang có ở đây chỉ có mức giá khoảng 15.990.000 đồng thôi, cực kỳ rẻ cho một chiếc laptop gaming. Và nó rất phù hợp với những bạn mà có túi tiền eo hẹp nhưng mà còn một chiếc máy mạnh mẽ để các bạn có thể chơi game hay là làm những công việc khác. Điểm nổi bật của chiếc Asus F570 ấy, đó chính là cái phần mặt lưng của nó. Nó được thiết kế theo cái dạng phay xước với những cái đường phay chéo chéo với nhau, nên là khi mà các bạn xoay những ánh sáng khác nhau ấy, nó sẽ cho một cái vân khác trông rất là nổi bật. Và xung quanh thì chúng ta sẽ có được cái viền màu xanh và ở giữa là logo của Asus luôn. Khám phá nội thất phía bên trong, khi mà mở máy lên thì máy sẽ có một cái màn hình với kích thước là 15.6 inch và độ phân giải của nó là Full HD. Và cái màn hình này ấy, thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ Anti-Glare LED Backlit Display cho hiển thị cái màu sắc sâu hơn. Và các bạn có thể điều chỉnh những cái màu sắc này theo những cái chế độ khác nhau để cho nó phù hợp. Ví dụ như là chơi game này, khi các bạn xem phim sẽ có những cái trải nghiệm màu sắc tốt hơn. Một điểm khác so với là chiếc F560 đó chính là phần viền của con F570 này nó dày hơn một tí. Và nó có F560 thì nó sẽ hơi mỏng ở phần hai bên. Phần 570 thì các bạn có thể thấy là các phần viền của nó tương đối là cân xứng với nhau chứ không có quá mỏng. Và phần bàn phím thì nó cũng được làm theo cái kiểu thiết kế dạng phay xước trong con máy của chúng ta, nhìn rất là sang trọng cũng như là nó không mang một cảm giác rẻ tiền khi mà các bạn nhìn vào con máy này. Ở phía trên của phần bàn phím thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống khe, ở đây thì là khe quạt hút gió này. Bàn phím ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị nguyên một cái là bàn phím full size luôn. Và cái này thì các bạn sẽ có đầy đủ các phím chức năng đồ các thứ. Và bàn phím này thì sẽ có kích thước hành trình phím là 1.4mm, nên nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác gõ khá là tốt khi mà các bạn gõ trên cái bàn phím này. Về phần touchpad thì đối với mình phần touchpad này nó re chạm tốt, nhưng mà nếu mà với cái kích thước này của con máy ấy, mà Asus họ cho cái touchpad nó to lên xíu nữa thì mình sẽ cảm thấy thích hơn. Và ở đây các bạn sẽ có một cái cảm biến vân tay để chúng ta có thể sử dụng và mở máy nhanh hơn. Về thiết kế các cạnh thì ở cạnh trái chúng ta sẽ có một cái khóa ca lốc, hai cái cổng USB và một cái jack 3.5. Cạnh phải sẽ là nơi đặt cổng nguồn này, cổng Ethernet, cổng USB, một cổng HDMI, một cổng USB-C và một cái khe cắm thẻ nhớ. Và ở phía trước cạnh dưới thì các bạn sẽ có hai cái phần loa để cho trải nghiệm của người dùng khi mà chúng ta chơi game được các thứ thì nó sẽ tốt hơn. Và phần loa này đối với mình trải nghiệm âm thanh của nó khá là ổn, nhưng mà lời khuyên là khi các bạn chơi game ấy, thì các bạn vẫn nên sử dụng tai nghe. Còn nếu mà các bạn nghe nhạc hay là các bạn sử dụng cái thao tác coi phim được các thứ ấy, thì các bạn vẫn có thể sử dụng tốt với phần loa này. Nói về phần bản lề của chiếc laptop này ấy, thì nó sử dụng bản lề kép và theo mình thấy thì nó khá là chắc chắn. Mặc dù mình gập rất là sâu nhưng mà nó vẫn không có bị gập máy lại, và khi mà mở lên thì cũng rất là dễ dàng bằng một tay, rất là khá là thoải mái với lại cái bản lề này, và mình thấy nó chắc chắn khi mà chúng ta sử dụng. Về thông số cấu hình thì trong mức giá 15.990.000 thì rõ ràng đây là một chiếc máy sở hữu mức cấu hình rất tốt trong phân khúc này. Các bạn sẽ có con chip AMD Ryzen 5 2500, RAM là 4GB DDR4 và 1TB HDD. Và ngoài ra thì máy sử dụng card đồ họa là GTX 1050 4GB. Và đây là một cái cấu hình mà giúp các bạn có thể chơi hầu hết những cái tựa game hiện nay. Và ngoài ra cái hệ thống tản nhiệt của con này cũng được Asus họ đã làm cải thiện rất là tốt, để khi mà các bạn sử dụng ấy, nó sẽ đảm bảo cái nhiệt độ của máy không quá nóng và không làm người dùng cảm thấy khó chịu khi mà sử dụng trong thời gian dài. Còn cụ thể chắc là mình sẽ hẹn các bạn trong một cái clip đánh giá chi tiết về hiệu năng của con này sau. Và với rất là nhiều phiên bản cấu hình, nhưng mà phiên bản ở đây mình đang có là phiên bản rẻ nhất là 15.990.000 đồng. Nó còn rẻ hơn cả chiếc FX560 trước đó nữa. Và rõ ràng đây là một cái chiếc máy hướng tới những bạn game thủ, những bạn thích chơi game này, hoặc là cần một chiếc máy mạnh, nhưng mà một cái mức giá khá là ổn trong phân khúc dưới 16 triệu thì các bạn có thể ngó tới chiếc Asus F570 này.
Và trong clip này thì mình sẽ trên tay nhanh cũng như là giới thiệu con này thôi. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới nha. Thì với một cái thiết kế tổng thể với độ dày khoảng 21mm và trọng lượng thì khoảng là 1.9kg thì con này rất thuận tiện để các bạn có thể mang đi. Nó mang cái tính cơ động rất là cao và chúng ta hoàn toàn có thể vỏ vừa ba lô và mang đi các nơi. Thì nếu mặt clip này hữu ích thì các bạn đừng quên like cũng như là subscribe cho FPT Shop Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Bye bye.